Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Minh Châu đang rất thắc mắc không biết là đầu bếp Thanh Huy sẽ làm món ăn gì cho các bé yêu trong chương trình với chủ đề là món ngon cho bé yêu. Minh Châu biết không, em bé rất thích ăn các món chiên như là xúc xích chiên nè, hay là cá viên chiên, bò viên chiên, trứng cút chiên chẳng hạn. Thỉnh thoảng các bé sẽ còn muốn ăn cả há cảo chiên hay là... Đúng rồi, một trong những món chiên mà anh Huy muốn bổ sung vào bộ sưu tập trong ngày hôm nay đó là món hoành thánh chiên, cũng rất là thích hợp cho các bé yêu đó. Và chắc chắn là món này chỉ làm trong tích tắc phải không anh Huy? Chính xác rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để làm món hoành thánh chiên giòn nhé. Tên gọi thì rất là quen thuộc rồi đó, không biết là các nguyên liệu có quen thuộc không ta? Chắc chắn là không những quen thuộc mà còn phải nhanh, gọn, lẹ và rất đơn giản để phù hợp với tiêu chí món ngon trong tích tắc. Vì vậy, để chế biến món này, quý vị và các bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 30 lá hoành thánh, 150g nạc dai, hành lá, xà lách, ngò rí, nấm mèo, cà rốt băm, dầu mè, lòng trắng trứng, tương xí muội, một số gia vị thông dụng, hạt nêm Aji ngon và sốt mayonnaise Lisa. Bây giờ sau khi đã chuẩn bị hết các nguyên liệu rồi thì chắc là mình sẽ sơ chế đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta đã bằm nạc vai nhỏ sẵn rồi. Bây giờ anh sẽ băm nhuyễn cái phần đầu hành lá. Bây giờ hành lá anh sẽ cắt nhỏ nha. Nấm mèo chúng ta cũng cắt nhỏ. Chúng ta sẽ cho vô một chút xíu tiêu và trộn đều lên để nấm mèo được thơm ngon hơn. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái tô lớn để cho toàn bộ nguyên liệu này vô trộn đều. Anh sẽ cho hành lá vô nè. Dạ. Đầu hành lá băm nhuyễn, khoảng 1 muỗng canh cà rốt băm nhuyễn, một ít lòng trắng trứng để tạo độ dai, một ít dầu me. Sao mình lại dùng lòng trắng vậy anh Huy? Khi mà chúng ta cho lòng trắng trứng vô thì lòng trắng trứng có tác dụng tạo cái độ kết dính rất là tốt để cho cái nhân này được ngon hơn. Bây giờ em cho khoảng 1/4 muỗng cà phê đường nè, chút xíu tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Tiếp tục là nấm mèo chúng ta đã xắt nhỏ. Dạ. Sau khi trộn đều hỗn hợp lên, chúng ta để thấm gia vị một chút xíu. Mà mình Châu nhớ nè, đây là anh sử dụng thịt nạc vai heo. Dạ. Nhưng mà thỉnh thoảng đối với sở thích riêng của từng người thì mình Châu cũng có thể thế bằng tôm hay là cá thác lát cũng được. Hoành thánh tôm hay hoành thánh cá gì đều ngon hết. Đúng rồi. Không anh? Nhớ là em trộn cho thật đều tay để cho có cái độ gắn kết giữa nhân với nhau. Dạ. Để tiết kiệm thời gian thì trước khi chúng ta cho cái nhân hoành thánh vô những cái hoành thánh này thì Minh Châu phải bắt một cái chảo để dầu sôi lên rồi chúng ta chiên. Hai anh em chúng ta bắt đầu làm nha. Thôi anh làm đầu tiên là em cho một ít nhân vô trong, ta sẽ gói lại và tạo cái hình cho cái hoành thánh đẹp ha. Em có thể bung ở trên cái dành ở trên ra để tạo nhiều cái hình khác nhau cho nó đẹp. Minh Châu ơi, em lưu ý một chút xíu. Khi để cái nhân vô thì chúng ta không nên để nhân quá nhiều, bởi vì để nhân nhiều quá thì làm cho cái hoành thánh nó dễ bị sống bên trong mà khi chiên thì nó bị chín cháy ở bên ngoài. Dạ anh, vậy mà em tưởng đâu mấy bé thích ăn nhân bự bự. Vậy em bớt nhân là một chút xíu cho anh nha. Dạ. Trong khi anh Huy đang hoàn thành cái hoành thánh cuối cùng thì em có thể nào chiên được chưa? Được rồi đó Minh Châu à. Chúng ta phải canh cái lửa và cái dầu và cái độ nóng cho nó phù hợp. Khi mà dầu nóng già rồi thì chúng ta giảm lửa và sau đó cho hoành thánh vô chiên. Như vậy thì hoành thánh sẽ giòn và đảm bảo không bị quá lửa và không bị sống ở bên trong. Dạ. Ha. Dầu sôi thì chúng ta mới chiên hoành thánh, và khi chiên thì cần bớt lửa lại ngay để cho nhân được chín mà vỏ bên ngoài thì không bị cháy. Đã quá anh Huy ơi, bắt đầu những cái cánh hoành thánh bên trên nó nở ra kìa. Và dĩ nhiên là anh cũng giao nhiệm vụ cho em. Em có trách nhiệm là quản lý cái hoành thánh chiên này và vớt ra giấy thấm dầu cho anh ha. Kính thưa quý vị, để cho món này được ăn ngon hơn thì chúng ta sẽ làm sốt bằng cách là dùng 2 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa, 1 muỗng canh tương xí muội. Và sau khi trộn tương xí muội và sốt mayonnaise đều với nhau, chúng ta có thể ăn kèm với hoành thánh chiên giòn này được rồi. Những cái hoành thánh chiên giòn rất là đẹp. Để cho bé yêu được thưởng thức một cách ngon lành thì chúng ta phải ra những cái dĩa nhỏ nhỏ vậy cho nó phù hợp với em bé. Và anh cũng sẽ cho một lớp sốt nhỏ lên để trang trí cho đẹp. Cho một ít xà lách lên luôn nè. Đây, Rồi chúng ta cho những cái hoành thánh chiên giòn lên trên. Dĩ nhiên là nếu Minh Châu thích thì chúng ta cũng có thể ăn kèm thêm với chén sốt bên ngoài. Chắc chắn là phải ăn kèm với sốt này Lisa rồi. Bây giờ em thử cái này rồi cho cảm nhận của em sẽ cho nhận xét coi cái món này ngon như thế nào. Dạ, không biết còn nóng không ta? Chắc chắn là phải nóng rồi, do đó Minh Châu phải thổi chút xíu để em thôi là phỏng đó. Anh Huy biết không, ở bên trong vẫn nhân thì ngọt nè, có độ giòn giòn của các loại rau củ mà anh Huy đã cho vào đó. Còn vỏ bên ngoài thì không bị cháy, ăn giòn rụm luôn, rất là ngon, chắc chắn là các bé sẽ thích lắm đó. Món ngon cho bé yêu. Hy vọng quý vị phụ huynh sẽ thường xuyên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để học thêm thật nhiều những món ngon cho bé yêu. Bây giờ chương trình sẽ được phép khép lại và hy vọng rằng quý vị sẽ thường xuyên liên lạc với chúng tôi theo hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số điện thoại 0839308794 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Còn bây giờ, đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!